Xuất Ai Cập Ký, chương 25. Tế lễ dâng cho đền tạm, Chúa phán dạy Môi-se. Con bảo dân Israel đem lễ vật dâng cho ta, và con tiếp nhận lễ vật do mỗi người tự nguyện dâng hiến. Đây là những thứ lễ vật con sẽ nhận từ dân chúng: vàng, bạc, đồng, chỉ màu xanh, tím và đỏ, sợi lanh, lông dê, sa cừu nhuộm đỏ, da dê, gỗ xi-tim, dầu phong chức và hương thơm, bạch ngọc và các loại ngọc khác, để gắn vào ê-phốt và bảng đeo ngực. Con bảo họ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Hãy làm đền tạm và các vật dụng giống hệt kiểu mẫu ta sẽ chỉ cho con. Dương giao ước. Làm một cái dương bằng gỗ di tim dài 1,25 m, rộng 0,75 m và cao 0,75 m, dùng vàng ròng bọc bên ngoài lẫn bên trong và làm cái viền bằng vàng quanh dương, đúc 4 khoen vàng và gắn khoen vào 4 góc dương, 2 khoen bên này và 2 khoen bên kia, làm 2 cái đòn bằng gỗ xi tim và dùng vàng bọc đòn, xỏ 2 cái đòn vào các khoen 2 bên dương để khiêng rương. Phải để đòn khiêng trong khoen, đừng bao giờ rút ra. Sau đó con sẽ để trong dương 2 bảng giao ước ta sẽ ban cho con. Làm cái nắp chuộc tội bằng vàng ròng, dài 1,25 m và rộng 0,75 m. Làm 2 cherubim bằng vàng đặt ở 2 đầu lắp chuộc tội, 1 cherubim ở đầu này và 1 ở đầu kia. 2 cherubim phải dính liền với nắp và đứng ở 2 đầu nắp. Các cherubim đứng đối diện nhau với 2 cánh xòe ra hướng lên phía trên và che trên nắp. Đặt nắp lên trên rương và đặt bảng giao ước ta sẽ ban cho vào trong rương. Trên nắp chuộc tội giữ 2 cherubim và trên rương giao ước là nơi ta sẽ gặp con để ban cho con tất cả các mạng lệnh áp dụng cho dân Israel. Bàn bánh thánh. Đóng một cái bàn bằng gỗ xi tim dài 1 m, rộng 0,5 m và cao 0,75 m, dùng vàng ròng bọc bàn và viền xung quanh bàn, làm khung xung quanh mặt bàn, bề rộng khung bằng một bàn tay và viền vàng quanh khung, làm 4 khoen vàng để gắn vào 4 chân bàn ở 4 góc. Các khoen này giữ các đòn dùng để khiêng bàn. Các đòn này được làm bằng gỗ xi tim bọc vàng và được dùng để khiêng bàn, làm đĩa, muỗng bằng vàng ròng, cũng làm bình và bát bằng vàng ròng, dùng để của lễ quán. Phải để bánh thánh trên bàn này trước mặt ta luôn luôn. Chân đèn. Làm một cái chân đèn bằng vàng dát, từ chân đèn đến thân, bầu và hoa của đèn đều dính liền thành một khối. Từ thân đèn mọc ra 6 cánh, 3 cành bên này và 3 cành bên kia. Trên mỗi cành có 3 cái đài, hình hoa hạnh nhân với 3 bầu và nụ. Cành kế bên cũng có 3 cái đài. Và tất cả 6 cành từ thân đèn ra cũng giống như vậy. Thân của chân đèn có 4 cái đài, hình hoa hạnh nhân với bầu và nụ. Chân đèn có 6 cánh, cứ dưới mỗi 2 cánh thì có 1 cái bầu. Tất cả các bầu và cành đều dính liền với chân đèn thành một khối và đều làm bằng vàng ròng đánh dát. Sau đó làm 7 ngọn đèn rồi đặt trên chân đèn thế nào để ánh sáng chiếu ra phía trước. Kéo cắt tim đèn và đĩa đựng tàn cũng làm bằng vàng ròng. 1 ta lương vàng ròng sẽ được dùng để làm chân đèn và các đồ phụ tùng trên đây. Con phải lưu ý làm các món này đúng theo kiểu mẫu đã cho con xem trên núi.